Tháng 12 năm 1978, tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Trên tầng 3, trường Quang Trung, bây giờ phía dưới là sân vận động, máy bay chở thương binh tử sĩ. Ngày 2-3 chuyến chuyển xuống, khiêng vào đình một chuyến là 80 người. Vì đây là bệnh xá tuyển phương, làm sao học hành gì được. Sợ đi lính, nhưng lại trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào ngày 18 tháng 12 năm 1980. Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, địa danh các anh đã đi qua, Lò Gò, Sa Mát, Tân Biên, Tây Ninh. Còn tôi thì ở thị trấn Gò Dầu, qua cầu lên cửa khẩu Mộc Bài 6 cây số. Tôi được bổ sung về đại đội 16, trung đoàn 271. Sau trận Va Đin bị bọn tốt lấy đi 100 quân do thiếu tá Đỗ Đức Hàn chỉ huy. Lúc trung đoàn 271 đóng quân ở Quốc Đôn thì trung đoàn đổi phiên hiệu thành trung đoàn 699. Tôi về đơn vị thì tình hình chiến trường lúc này chắc không căng thẳng lắm, nên trang bị cối 82, toàn đại đội có đến 6 khẩu đội. Tôi xin viết lại ký ức đường vào binh nghiệp của mình, nỗi vui buồn, hờn giận và rất nhiều kỷ niệm. Đêm đã về khuya, mà bọn tôi không muốn ra về vì còn vài hôm nữa. Chúng tôi phải chia tay nhau, đứa lo vào trạm cơ giới, đứa vào cơ quan xí nghiệp hoặc sư phạm. Tệ lắm thì thanh niên xung phong, nói chung là làm sao cắt được hộ khẩu khỏi địa phương. Riêng tôi thì đi đến đâu cũng chỉ cái lắc đầu. Cuối cùng, cái đêm định mệnh nó đã đến với tôi. Quần áo đen, xã đội lúc bấy giờ mặc áo ni lông đen. Tôi đang giữ lúa ở dưới ruộng thì họ bảo cho xem giấy tờ. Lúc này bị mất cắp nhiều lắm, họ dùng nôm cá chồng vào miệng bao. Cứ thế họ tuốt, giữ lúa mà đem giấy tờ cái gì. Thế thì mời anh về xã giải quyết. Sau đó sáng sớm họ đưa tôi đi khám sức khỏe, duy nhất chỉ có một mình tôi. Khám xong họ kêu tôi về đi. Đúng một tuần lễ sau, tôi có giấy gọi nhập ngũ. Tôi không có ở nhà nên giấy này em tôi nhận. Giấy báo đúng 7 giờ ngày 17 tháng 12 năm 1980, có mặt tại hội trường ủy ban xã. Nhận tờ lệnh nhập ngũ, tôi lặng người đi, suy nghĩ rồi số phận mình sẽ đi về đâu. Đi nghĩa vụ là đi vào cõi chết, mà chết là hết. Nhưng con người ai cũng có số. Tôi chuẩn bị hành trang kiệt nhất, cho vào sách tay Adidas 2, bộ đồ tây, 2 bộ đồ lót, đồ dùng cá nhân, đem ra nhà thằng bạn gửi ở đó. Sau đó đi từ giã bạn bè và người yêu ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Đêm đó tôi ở luôn nhà thằng bạn. Đến sáng ngày 18 tháng 12, tôi quay trở về nhà. Thì đêm qua, xã đội đến nhà kiếm tôi để gặp vì không chấp hành lệnh gọi. Tôi đạp xe ra nhà bạn lấy tư trang rồi nhờ nó đưa lên huyện đội. Cái không khí giao quân xem mà buồn não ruột. Cha tiễn con, vợ đưa chồng, khóc không thua gì đám tang. Xã đội trưởng thấy tôi thì mừng lắm, mừng cái thành tích giao đủ quân chắc. Sau một hồi bàn giao thì cán bộ khung gọi tôi lên xe. Xe lúc này chưa có ai. Một lúc sau, một cán bộ khác lại đuổi tôi xuống. Tôi nói tôi đi nghĩa vụ quân sự, nhưng cán bộ lại nói có đi thì đi xe khác, không được đi cùng. Thì ra cán bộ chỉ nghĩ rằng tôi đưa tiễn người thân. Lúc này anh em cũng đã lần lượt lên xe, nhưng mà ông nào cũng không được sạch sẽ lắm vì bị giữ mấy ngày, nay có ông được cả tuần. Đúng 9 giờ xe lăn bánh, tất cả cửa sổ đóng lại, xe tăng tốc xuống An Sương. Tôi vội hỏi cán bộ bây giờ về Bù Gia Mập hay về đâu ạ? Cán bộ trả lời, các đồng chí về sư 343 Bà Rịa. Xe qua ngã ba Vũng Tàu xuống Long Thành. Thì tôi nghe ở phía sau tiếng súng nổ, nhìn xuống đường xem như phim vậy. Hai tân binh đã qua cửa sổ xuống đường lăn như khúc củi. Xe vào địa phận Bà Rịa giảm ga, 3-4 anh bay ra như lúc nãy. Lúc này tôi nhìn kỹ, có anh đang đứng dậy chạy được một đoạn thì té nằm xuống. Lúc này đã giữa trưa, xe vào đến cổng sư 343, xung quanh toàn là núi, chờ hoài mà chẳng cho vào. Gần 1 giờ sau, khi có chiếc xe jeep đi vào có vẻ vội vã, thắng gấp lại, có một ông thò đầu ra hỏi, thế thì quân ở đâu đấy? Anh cán bộ báo cáo thủ trưởng quân Tây Ninh. Thế thì quân Tây Ninh tới, tớ đéo nhận. Để mẹ, nó đi 6 thì rủ về 12.
Tháng 2 năm 1983, sau khi đánh căn cứ Nông Tràn, về đơn vị tạm dừng quân gần Phung Trúc, cách Bắc Angkor 30 cây số, bên cạnh cái ao vuông lớn, ao đào chứ không phải do thiên nhiên. Cái đêm 30 Tết ấy, mấy anh em Long An có vợ khóc như con nít đòi sữa mẹ, nghe mà thảm thương. Trưa hôm sau thì khoảng lúc 2 giờ, tiếng AK nổ, Tạ Phong chạy vào, bảo thằng Được bị cướp cò súng, bị thương rồi. Tôi chạy xuống thì thấy hai ngón tay bị thương, một ngón thì gần như còn gân và da thôi. Lúc này y tá và anh học xây trưởng cũng đã xuống. Anh buồn lắm, chửi thề: để mẹ tụi bay uống cho lắm vào rồi làm bậy. Sau đó quân Pháp trung đoàn xuống khám nghiệm hiện trường. Vết tích để lại là dấu vân của ngón cái phải tác động lên cò súng gây nổ. Kết luận là anh cố ý tự thương, nhưng anh cũng được đi K23, mà phải đến 10 giờ đêm mới được làm phẫu thuật. Sáng hôm sau tôi lên thăm, chỉ qua một đêm thôi mà anh tàn tạ, có lẽ do mất máu quá nhiều. Chờ mãi đến 3 giờ chiều mà anh em tân binh chúng tôi chẳng có chút gì ở trong bụng. Cơn khát cũng hành hạ chúng tôi nhiều lắm rồi. Tôi phản ứng, đứng dậy và la lớn lên: làm gì cũng phải cho anh em xuống xe vệ sinh kiếm nước uống chứ. Nhưng cán bộ nó xuống xe lúc nào hết rồi, đồng loạt xuống xe, không ai nói. Cả một đội hình lộn xộn bắt nháo. Chợt ông trung úy chạy ra quát: ai cho đồng chí xuống xe? Đói khát có một chút mà âm ỉ cả lên: tất cả lên xe đi. Tiếu mất 5 em. Anh hạ sĩ hỏi anh trung úy sao anh. Ông ta bảo cho xe chạy nhanh lên. Xe ra ngoài khoảng 300 mét thì thấy ông vệ binh dẫn hai ông tần mình. Thế thì em đã bị bắt. Xe chúng tôi quay lại ngược về An Sương. Ở trên xe chúng tôi đoán giả đoán non, chắc trả về tỉnh đội. Tất cả mừng quá. Xe quẹo vào ngã tư Trung Chánh, vào trước cổng sư đoàn 477, lại chờ lệnh của quân khu. Chúng tôi xuống xe mua nước mía và bánh mì. Nói chung là cái gì ăn được cứ mua để dự phòng, vì từ sáng đến giờ chỉ xin được nước uống thôi. Lên xe tất cả, lại thiếu 9 em tân binh. Xe chạy vào trong sân vận động, tất cả xuống xe tập hợp lại, ngồi chờ đến 7 giờ, thì chuẩn úy B trưởng tên là Đạt qua giới thiệu của cán bộ tiểu đoàn. Nghe tên gọi thì qua bên phải theo đồng chí trung đội 3 ổn định nơi ở. Tất cả chúng tôi chỉ còn 24 anh em, cùng quê huyện Gò Dầu, Long An 27, thành phố Hồ Chí Minh 40, lại tập trung 4 hàng dọc, điểm danh từ trên xuống dưới. Tất cả trật tự thẳng hàng, bắt đầu 1-2-3 đến hết, rồi tất cả ngồi xuống. Lúc này đồng chí B trưởng gõ đầu từng đứa một, rồi phân công anh em làm các A trưởng. Đơn vị đang đứng chân ở Varin thì hành quân ra trúc, sau đó đi xe lên Sisophone ở giữa cánh đồng chẳng cỏ và đăng cung, rồi vào thế chân cho sư đoàn 5. Địa hình ở đây rừng dầu thưa, mới vào mà còn nghe mùi tử khí. Xe tăng cháy, nó chảy loang như sáp đèn cầy vậy. Căn cứ Nông Chan, 1/2 là đất Thái và 1/2 là đất Campuchia. Sau khi đánh Nông Chan vài hôm thì E rút quân ra giao lại cho sư đoàn 5 hành quân. Có lúc trinh sát cắt đường ngang đường xe bỏ đi buôn vì thấy xác nhiều. Trung đoàn 271 sau này tháng 5 năm 1984 đổi phiên hiệu thành trung đoàn 699. Trong giấy phục viên của tôi vẫn còn ghi là 699, sư đoàn 302. Lúc tiểu đoàn 55 đứng chân ở Varin, ở cái nhà sàn lớn ngay ở ngã tư cổng chùa ở phía bắc và rừng già, phía nam là gia trạng, phía đông là chùa, nhà có bộ ván gỗ 2 tấm đó, ngang 1m2, dày 20 phân, lên ngủ vài đêm thử coi. Cái nhà đó còn thịt mễn nhiều vô kể, nhưng đại đội trưởng em bị pốt thịt vào đúng cái ngày 1 tháng 5 năm 1982. Qua một ngày đi xe vất vả mà đêm hôm qua, lần đầu tiên nếm mùi vị thế nào là bữa cơm của lính. Thóc, thóc ơi là thóc, canh thì lõng bõng vài cọng rau muống với nước muối, mùi cơm cháy. Tôi không thể nào nuốt nổi, thao thức cả đêm suy nghĩ, tìm cách để rời khỏi cái quân trường này. Rồi mòn mỏi quá, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đang nằm mơ ngủ, ngao du trong tòa thánh, thị xã Tây Ninh, và đang sực hủ tiếu Nam Vang, thì ai đó nắm chân tôi, kéo: dậy, dậy tập hợp. Tôi chợt rùng mình, tôi lẹ lên, anh lề mề chậm chạp lắm. Ba hàng dẹt trước thẳng, không ăn là đổ cho chó, đừng leo nheo. Xuống nhà ăn, các anh không được nói chuyện, ăn đũa hai đầu giữ vệ trên chung. Toàn trung đội nhà ăn thẳng bước, lại đứng chờ 10 phút, 20 phút, bắt đầu lóc cóc leng keng.
tụi mày làm gì đấy? Đũa đầu không mang, lấy gì mà ăn hả? Dạ, đứa nào lấy mất của em rồi. Mẹ cái thằng này, cái kia rời chắc cũng mất luôn. Tôi đi đâu đó vào hàng ngay. Dạ, cho em xin tí nước súc miệng. Sáng giờ mày chưa à? Dạ chưa. Cả mấy đại đội mà chỉ có hai cái ống nước chờ để cấp thủy chảy ra. Ngủ trễ làm gì có nước. Cơm nước xong, hôm nay nghỉ ngơi vệ sinh, cắt tóc. Dạ em mới cắt mấy hôm. Không được, phải cắt lại. Tôi chờ anh Nghĩa cắt tỉa lại cho tôi. Đến chiều, ông Đạt bên trưởng hỏi ai cắt cho đồng chí vậy. Lại đây tôi cắt cho. Ông làm đại trưởng rồi kêu anh Nghĩa vào. Cứ thế mà làm chuẩn. Cuối cùng tỉa tới tỉa lui, cái đầu tóc tôi như cái muỗng rửa. Hôm nay là ngày thăm nuôi, tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm. Xếp nội vụ gọn gàng, chỉ chờ tiếng kẻ là đi vệ sinh ngay. Tôi là người đến cái cổng nước đó sớm nhất, xong xuôi rồi trở về B. Vừa đến sân thì thằng Thắng nói, mày vào nhanh lên. Thằng Tuận báo cáo ông Đạt, mày dù đêm qua rồi. Dù trong từ năm có nghĩa là bỏ ngũ. Thấy mặt tôi, bị phó Thành, Thành Đen, người bến cắt Bình Dương, gần tháng sau anh phục viên, cười lên. Hôm nay thằng này dậy sớm thế, coi chừng mưa lớn đó. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn vào phía tôi. Tôi nín thinh và cất khăn bàn trải xong, đi thẳng lên căng tin, gặp Thắng đồng hương. Thắng hỏi, này, lên căng tin ăn sáng. Nó quay lại, cùng tôi lên căng tin. Tôi mua phiếu 2 tô hủ tiếu, nó mua phiếu 2 ly cà phê và bao thuốc lá Sài Gòn xanh. Tôi và nó tranh thủ về để đón thân nhân, ra đến cổng doanh trại. Cổng công viên phần mềm bây giờ đối diện nhà máy mì Thiên Hương. 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, nắng quá, vào trong và đói quá. Thôi, lại về ăn cơm vậy. Đi về tới trung đội, thấy mọi người đã rôm rả. Nào thịt kho bánh tét, nào heo quay, vịt quay, bánh mì Sài Gòn. Có cả rượu đế nếp Long An nữa. Hai thằng lên giường nằm. Mày có tiền không? Hết mẹ nó rồi. Móc túi còn hơn 2 đồng. Hai thằng lên căng tin làm 2 ly chè để chống đói. Ngồi hoài rồi cũng chán, hai thằng lại trở về trung đội. Ngang qua gia đình anh Nghĩa, anh gọi lại hỏi nhà lên chưa. Hai thằng đồng loạt nói chưa. Vậy ngồi chơi chứ lang thang hoài. Làm chút với anh đi. Anh rót rượu mời tôi. Uống đi, coi được tao gả em gái cho. Tôi bẽn lẽn bưng ly rượu mời gia đình anh và uống cạn ly. Ái chà, thằng này được đấy. Tôi đâu biết rằng rượu nặng đô vậy đâu. Rượu nó làm cho cái bụng tôi càng cồn cào thêm. Cứ thế xé, gấp, chấm và phải uống. Cuối cùng tôi vào giường nằm lúc nào không ai biết. Đến khuya thì chịu không nổi và tay bịt miệng chạy ào ra cửa. Đến ngay khúc cua ở giường bên trường Đạt thì như máy bơm tét ống. Lên trên nóc màn, ra ngoài tự do hò hét. Nóng quá, tôi lại cái ống nước để rửa mặt và uống nước. Vẫn không bớt cái nóng. Cứ thế tôi tắm ảo ảo. Phía bên kia là ban chỉ huy đại đội. Chính trị viên Thảo quát. Thằng nào làm gì mà tắm sớm thế? Dạ em. B mấy? Dạ em B2 ạ. Đi về ngay đi. Tôi lật đật chạy về. Gặp A trưởng Thuận. Mày đi đâu vậy? Dạ em đi đái. Đái ra cây à? Chắc tức dậy kiểm tra thấy mất tôi nên đi tìm. Hôm nay tôi phải tìm cho bằng được đồng chí nào. Ăn trời mất dậy. Đổ cặn bã lên mặt tôi. Tự giác đi, đừng để phát giác, tội càng nặng. Ảnh hưởng đến anh em, đồng chí, đồng đội. Thằng Thắng thò tay khỉu tôi. Tôi nhanh miệng nói lớn. Anh em nào làm, chuyện đó tự giác đi. Đừng làm mất thời gian. Bỗng thằng Quang nằm gần tôi, xen vào. Chắc mày chứ ai. Cả bề cười phá lên. Thôi, tất cả im đi. Tôi nói lần này, đồng chí nào lỡ làm chuyện đó, thì cần suy nghĩ lại. Tôi không muốn có lần sau. Cuối cùng, bê tôi xuống nhà ăn thì trễ, nhà bếp phàn nàn. Cả tuần nay, tôi buồn lắm, dì tôi ở Gò Dầu An Dương, có xa lắm đâu mà chẳng có ai xuống thăm. Hôm nay là chiều cuối tuần, tôi và Thắng ngồi uống trà ké với bê phó Thành, đang tâm sự chuyện tào lao của lính, thì anh quay sang hỏi tôi. Hai thằng bỏ tốt rồi à? Dạ, em bỏ rồi anh ạ. Một lúc sau, tôi bỏ ra ngoài, thằng Thắng thấy vậy cũng đứng lên theo tôi. Chợt tiếng anh Xuân Bắc, anh lớn hơn tôi 7-8 tuổi. Hỏi, sao đi lính trễ vậy? Anh nói, đi thế cho thằng em tao. Tao trước lính sư đoàn 25. Hai thằng mày bỏ thuốc thì, coi chừng, nhà máy thuốc lá Khánh Hội đóng cửa. Là một điếu cho đỡ nghiền này. Còn nít mới lớn mà hút thuốc như ống khói, nhà máy đường Hiệp Hòa. Khô máu rồi.
hôm với vô lăng liền cản suốt. Thằng Thắng bảo tôi, mày vào xin cha Thành ra chợ cầu bán vàng để lấy tiền tiêu xài, chứ tao chịu không nổi nữa. Tôi hỏi nó, nói thật hay nói chơi đấy cha nội. Nó xoay bàn tay ra, hai chiếc nhẫn độ hai chỉ vàng 24K. Tôi đi ra đi vào, cuối cùng quyết định, dạ bê phó, cho em xin ra ngoài chợ cần mua ít đồ. Trời, mày tưởng ra ngoài dễ lắm à? Hay anh đi giùm em đi. Trời ơi, xin không được, giờ nó còn sai cả tôi. Nhưng lát sau, anh đến bên tôi nhẹ nhàng hỏi, tụi em định làm gì đấy? Cần thiết lắm sao mà phải đi chợ cầu? Dạ, nhà không ai chăm nuôi, ra chợ đổi chiếc nhẫn dư chút ít để tiêu xài, khô máu mấy bữa nay. Để anh xem có xin được không? Nói xong, anh lên đại đội bộ, vì lúc này anh Đạt ở đại đội bộ. Chờ khoảng 20 phút, thì thấy anh đi ra vẻ vội vàng. Chúng tôi hy vọng, cái hy vọng đó biến thành hiện thực. Anh ra nói, đi đi mấy đứa. Ôi, sung sướng vô cùng, thằng Tuận già cứ lẹo đẹo theo sau. Đi đâu vậy? Tức quá, tôi nói đi. Vậy tao đi với. Cũng lẹo đẽo đi luôn. Cuối cùng anh Thành nói, thôi, cho nó đi luôn cùng. Như vậy, bốn chúng tôi tranh thủ chạy. Vì thời gian không cho phép, ra đến cổng, anh nói gì đó với kiểm soát quân sự gác cổng, thấy khoác tay ba đứa chúng tôi, chạy theo luôn. Thằng Thắng cùng anh Thành vào tiệm, kêu tôi và Thuận đứng chờ. Chờ lâu quá, tôi kêu thằng Thuận. Tôi nhìn sang hàng quán chút xíu, mới có hơn 10 ngày mà mình cảm thấy lạ lẫm. Tôi quay trở lại thì chẳng thấy thằng Thuận đâu nữa. Nhìn qua nhìn lại, tìm cái nhà lúc nãy anh Thành bảo không được. Tôi chạy tới chạy lui cố đi tìm. Cuối cùng thì cũng vừa lúc thằng Thuận, Thắng và Thành ở trong tiệm bước ra. Thì ra cửa hàng mua bán chui. Bốn chúng tôi vào quán làm bốn tô hủ tiếu, một tô xíu quách và một xị. Anh Thành thì không cho uống nhiều, uống nữa thì sợ tôi cho hai thằng nó giặt mạt. À, thì ra là chuyện đó, cũng khối người biết. Tính tiền xong, anh em tôi lại sang quán làm một chập cà phê. Tôi kéo liền ba điếu. Anh Thành nhìn tôi và cười. Vậy lúc chiều hỏi nó nói nó bỏ rồi. Tôi tranh thủ vào tiệm chụp được mô hình. Ông chủ tiệm còn cắt giấy bạc gắn vào quân hàm làm thiếu úy lụi. Gần 9 giờ, chúng tôi tranh thủ trở vào vì gần đến giờ thiệp xanh. Không quên lót tay gói Sài Gòn cho mấy anh gác cổng. Mặc dù đêm qua được thưởng thức ly cà phê ngon, đậm đà, nhưng tôi vẫn ngủ ngon. Chắc có lẽ tô hủ tiếu Nam Vang và tô xíu quách giúp bụng tôi không còn cồn cào sốt ruột, nên tôi đã ngủ rất ngon. Sáng nay, có lẽ mọi người dậy sớm hơn tôi, nên khi tập trung làm nội vụ xong, thì tập hợp đi ăn sáng. Tôi và Thắng ra khỏi nhà, lúc đó đội hình ở cuối đường rồi. Quân số chỉ còn lại chừng 60%. Khẩu phần ăn của chúng tôi là A Trưởng Thành bổ sung thêm tiêu chuẩn sáng của mấy đồng chí bỏ không ăn đi để đón thân nhân. Đang ăn ngon lành thì Thắng, gia đình lên thăm kìa, ở đó mà ăn với uống. Chà, có mấy cái gói màu đen hết sạch. Bồ thằng nào vậy? Thiệt không? Hình như của thằng Thắng. Tao nghe hỏi Thắng không à? Tôi và Thắng đứng vậy đi ra ngoài đổ chén cơm đang ăn giữa chừng. Tráng chén, hai thằng đua nhau chạy một mạch về đến trung đội. Thắng gặp mẹ và anh trai, còn chị tôi ngồi nhìn giáo sắc. Tôi đến bên gọi chị. Chị nhìn tôi sững người, ôm chầm lấy rồi khóc. Tôi cũng khóc theo. Chị nói trong nước mắt, sao em ngu dại, cái gì cũng phải nói báo cho chị biết chứ. Hôm em đi thì đến tối, thằng út một mới đem chiếc xe đạp vào nhà. Nó nói em đi bộ đội rồi. Thiệt hay giả em không biết, nhưng nó chở em lên cổng huyện đội. Em lật đật chạy về, nó trốn khám tuyển. Hôm sau chị có lên huyện hỏi thăm, ở đó nói em muốn luyện ở Vạn Kiếp Bà Rịa. Ra đó hỏi thăm thì nó đã trả về quân khu 7, chắc là về đây. Chị vào hỏi thăm, mấy ông hẹn sớm nay mới là ngày thăm nuôi. Chắc biết địa chỉ mấy đứa bạn em nó xuống thăm. Chị tranh thủ vào Sài Gòn có chút việc. Thời gian cứ trôi đi qua nhanh. Tôi và thằng bạn khác cứ thế thứ 7 hy vọng, thì chiều chủ nhật lại tuyệt vọng vì chẳng có em nào lên thăm, kể cả Tư Tử. Lúc này thì anh em cùng huấn luyện đã lần lượt đảo ngũ, không còn một thằng. Khổ nỗi, nó còn đánh cắp quân trang đem về để dành đi cày ruộng, làm dẫy nữa. Ở đơn vị, chúng tôi bắt đầu mất đoàn kết, ngày nào cũng xảy ra mất đồ. Lúc đầu là cái đồng hồ, tiền để trong ba lô mới đi tắm về mất, quần áo, giày dép. Cái gì ngoài có mua thì trong này mất tất. Quân số lúc này chỉ còn 40.
cán bộ trung đội tung ra chiều sách. Thằng có tóc nắm cả cầu tóc, không tiền vàng. Anh nào công tác tốt, học tập tốt, có thành tích cao sẽ được ưu tiên đi bảo vệ dầu khí ở Vũng Tàu, về vệ binh và giữ lại làm cán bộ khung. Tình hình lúc này căng thẳng, anh em đi từ thân thiện dần dần như kẻ thù. Không còn ngồi chung mâm, không còn tự nhiên nói chuyện thời sự nữa, vì xung quanh ta tai mắt của địch. Bọn chúng tôi rộn rã, mà có thằng loại A đến thì lập tức tản hàng. Nếu có ngồi thì không khí nặng nề. Chúng tôi tự nhiên phân chia làm hai phe. Loại A theo dõi giúp đỡ loại B và C, đi đâu cũng báo cáo, có loại A lẽo đẽo theo sau. Tâm trạng tôi lúc này quá chán nản. Thắng thì có ý định xin nhà một cây vàng để được ở lại. Tôi thì không. Thời gian xa nhà bạn bè đã 34 ngày. Nhớ thương và giận lắm, chắc phải về thôi. Từ sáng đến chiều tôi suy nghĩ, điều nghiên, tìm cách và đi đến quyết định. Sáng hôm sau, vì thời gian này cảnh bao tức là lúc lộn xộn. Trời chưa sáng anh em đi tập thể dục, chỉ có anh em nào tới ca tưới rau thì vắng mặt. Cũng là thời điểm vệ binh vòng ngoài thay ca. 3 giờ, 4 giờ 15, rồi 4 giờ 30, tôi đổi ca thằng Thắng. Dậy, dậy đi tưới rau đi. Ai tới ca tưới rau dậy đi. Thằng Sáng ngóc đầu dậy chửi. Để mạnh, có giỏi ra tưới đi. Chưa kể mà đã là om sòm, mất dậy. Thằng Cung. Tôi xách hai thùng búp sen cố tình va chạm vào nhau để nghi binh. Tôi ra đến luống rau, mà trời vẫn còn tối như mực. Quan sát ở phía ngoài rào, hai thằng vệ binh đang đứng hút thuốc lá. Tiếng kèn lúc này mới vang lên. Lội qua cái mương, thả bộ đồ qua hàng rào, leo lên qua cầm bộ đồ, quần áo cất trong thùng búp sen, chạy thẳng qua khoảng trống, lủi và nắm thuốc lá. Quan sát không có ai, tôi cắt hướng ra ngã ba dòng, đi trong bờ ruộng, cảm thấy chưa an toàn lắm. Thấy một hình nộm mang áo phất phơ cùng cái nón rách, tôi liền mặc vào, đội nón, ngang qua cái giếng, thấy xả móc, cây trúc, tiện thể cầm luôn, lặng lẽ băng qua cánh đồng. Nhìn thấy ở phía bên trái xa xa là con lộ có xe ca, tôi băng ra đến gần để quan sát, thấy một chiếc xe zin, tôi chạy ra vẫy, xe dừng lại. Mấy anh cho em quá giang về Cò Dầu, đến đi em, chắc dù về phải không? Dạ, em nhớ nhà quá. Lúc mới về đơn vị, em thấy có mấy cái giường trống, hỏi A trưởng của ai vậy? A trưởng nói của anh em đi phối thuộc. Anh Định B trưởng nói em quét dọn lại mà nằm, với thằng nó đào ngũ, hốt chặt đầu hết rồi. Tôi cứ tưởng anh hù dọa. Một thời gian sau, cơm thừa tôi đem phơi khô. Anh Ba Còm thấy vậy mới nói, em tính chuyện đào ngũ à? Mấy thằng 80 hay làm bậy, chết như chơi. Tôi phản ứng và hỏi lại thì anh kể luôn. Hôm trước có một số anh em 79-80 đào ngũ có tổ chức, phơi cơm khô rồi rang lên để làm lương thực. Khi bị bắt sau 3 ngày vẫn còn không đói, nhưng bị vướng mìn, bị sốt, khát nước và kiệt sức. Khi gặp bộ đội chỉ còn 5 người, khi đi 14, ở đại đội 7, còn mang cả 2 khẩu AK, hỏi ra là lính Đồng Tháp và thành phố. Đến địa phận tỉnh Tây Ninh, xe từ từ giảm ga qua trạm, nghe tiếng còi, xe dừng lại. Tôi ngồi co ro ở trên thùng, ở giữa các thùng phi, hồi hộp chờ từng phút một, suy tư không biết có về đến nhà hay không, hay lại phải vào TK-60 thì chắc chết. Tôi thầm vái cô hồn, gác đặc che chở cho cái thằng. Trạm dừng xe kiểm soát, tôi cúng cho con gà. Rồi 5, 10 phút, 20 phút, tôi nghe tiếng đóng cửa xe và từ từ lăn bánh. Đến ngã ba Gò Dầu, xe dừng lại. Anh tài xế chưa kịp nói gì, tôi đã xuống xe và cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tôi quá giang. Tôi đi thẳng đến ngay nhà thằng Một. Nó gặp tôi trưng hưởng hỏi một câu. Ủa, mày về đi đám cưới con mờ à? Còn lâu mà. Tôi chợt thoáng buồn. Thấy vậy nó động viên. Con này có chồng còn con khác, buồn con mẹ gì. Đi uống cà phê với tao, có mấy em được lắm. Hai thằng vào quán cà phê Minh Cường, gọi 2 ly cà phê đá. Tôi chơi luôn 2 ly chanh rum, ngồi nghe nhạc sập sình, phê thuốc lá xà mít. Thì phía ngoài xuất hiện 4-5 thằng áo đen vào quán nhìn nhìn. Tụi nó kiểm tra giấy tờ mấy thanh niên và bắt cắt cái vạt áo bầu. Tôi sùng máu. Khi tụi nó đi ra, tôi đưa chân ra chắn ngang. Bọn nó vấp ngã. Tôi chửi. Để mẹ tụi mày. Đuôi à? Tôi đứng dậy, nó chạy mất. Nhìn qua nhìn lại, một thằng mất tiêu. Nó làm tôi ngồi đồng. 10 phút, 20 phút thì tôi đứng dậy.
chủ quán cho ghi sổ, chiều uống tính luôn. Tôi trở lại nhà tầng 1 gặp em nó. Em nó nói anh lên Cẩm Giang gặp anh ấy. Hồi nãy sợ bị bắt nên đã đi trốn rồi. Tôi ra ngoài gọi xe đạp ôm về nhà. Đến ngã rẽ vào nhà thì gặp chú ruột đang ngồi uống cà phê. Chú tôi vào hỏi con về phép được mấy ngày. Con tính sao, chứ nó đưa qua ca thì không có ngày về đâu. Mấy ông hàng xóm xen vào. Khuya cứ ra ngã ba, xe nó trở về Nghĩa Trang, trả vỏ thì sẽ biết. Có mấy thằng con nuôi qua bên, tụi nó cũng đi đứt rồi, tội nghiệp. Chú móc túi cho tôi 28 đồng. Con ráng cẩn thận nhá, chừng nào đi vào nhà chú cho thêm. Tôi cũng xin phép về nhà. Về đến nhà thì cảnh nhà vắng vẻ, cỏ mọc đến tận thềm. Nhà sau thì tốc mái, tôi đã leo lên sửa lại. Tội nghiệp bà, khóc suốt, nói dòng nước mắt. Con về thường xuyên thăm nhà, con đi rồi, cái nhà này như cái nhà hoang. Bà đâu biết chiến tranh xảy ra, đất nước hòa bình mà bao nhiêu người con đã ra đi không ngày trở lại. Một đêm trôi qua với bao nỗi buồn sâu thẳm, chỉ có hơn tháng mà thay đổi quá nhiều. Bạn bè tha phương, tình yêu thì khép lại. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại, như tôi sắp đi về thế giới bên kia. Hôm nay là chủ nhật, có mấy thằng bạn về gặp lại. Tôi nói tụi mày chụp với tao tấm ảnh làm kỷ niệm. Lỡ qua bên có chuyện gì, hoặc khi nào buồn, tao đem ra xem để cho đỡ nhớ. Bây giờ thì bốn thằng sáng cà phê, chiều tối thì đi nhậu. Tôi dự định sáng thứ hai trở lại quân trường. Nhưng khi ra bến xe thì gặp thằng Danh ấp. Ông già nó là trưởng ấp. Thằng Danh rủ tôi ở lại đến thứ năm. Bây giờ mình vào nhà thằng Thắng gầy. Rượu vào lời ra, chúng tôi lên kế hoạch 4 giờ sáng thứ năm, hẹn nhau năm thằng sẽ cho mấy thằng áo đen biết thế nào là lễ độ của chú bộ đội. Nhưng kế hoạch bất thành, mới có 3 giờ sáng mà sao chó sủa dữ vậy, từ xóm trên xuống xóm dưới. Tôi đẩy cái cửa sổ nhà ra, tuột xuống đất. Hàng chục cánh tay giờ túm lấy tôi. Hai nắm tay tôi đục được thằng nào tôi đục, cuối cùng bị nắm đầu. Cô và chị tôi tức giấc chạy ra là ó ầm ĩ. Tụi bay không được đánh con tao. Có nó đánh tụi bay mất cái đồng hồ rồi. Trong đêm tối, tôi nghe tiếng anh Đạt bên trưởng nói, về chơi mấy ngày đủ rồi, xuống còn lo học hành nữa. Vậy tôi bàn giao cho các anh luôn. Mấy ngày nay lính Tây Ninh đã ngủ gần hết. Anh Đạt đưa tôi khẩu AK bắn gấp, bảo em mang về đi. Đang như thằng tù binh, bây giờ súng ống hiên ngang ở trên đường. Ra gần bến xe còn tôi và anh Thành. Tôi gọi hai tô hủ tiếu, hai anh em ăn xong ra vẫy xe ca về. Đến chạng vạng anh xuống xe, nói em về trước xin vệ binh vào cổng, anh còn ghé huyện lĩnh mấy đứa nữa. Xe chạy đến trạm kiểm soát liên hợp thì dừng lại. Lơ xe gọi tất cả xuống đi bộ cho kiểm soát. Chú cho gì gửi túi đồ thế vụ. Công an lên xe moi từng cái bao, giỏ sách không chừa cái nào. Tới chỗ ngồi nhìn cái giỏ rồi bỏ đi. Xe lại từ từ lăn bánh qua trạm. Cô lúc nãy nhảy lên xe, dì cảm ơn con nhiều lắm. Trong khi chờ đợi tôi xuống xe, cái gì đó níu kéo tôi. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe ca chạy ngược chiều, tôi lên xe trở lại Gò Dầu với khẩu AK cùng 16 viên đạn. Lúc này mới có trường hơn 7 giờ sáng. Tôi vào quán cà phê, chọn vị trí khuất ở phía trong, gọi ly cà phê đá cùng 4 điếu xà mít, nhâm nhi trong làn khói với tiếng nhạc Đừng Xa Em Đêm Nay. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào, chợt một thằng đánh thức tôi. Ông nội mấy ngày nay về bộ lụp dữ lắm, sao chỗ buôn bán mà ngồi đây ngủ. Uống cà phê rồi, đến nhà tao ăn cơm nước xong, tao hẹn nó qua cho mày nói chuyện. Ở thành phố mới về. Gặp lại bạn, tôi cũng chẳng nói được điều gì, ngoài những từ em khỏe không. Rồi nàng cũng từ giã ra về, chỉ một lá thư duy nhất khi qua cả. Tôi trở về nhà thăm nội và gia đình, sau đó xe trở về đơn vị lúc 5 giờ 45. Không thằng vệ binh nào hỏi han gì hết. Vào trung đội tôi thấy lạ lạ. Quân trang của em đâu rồi? Hỡi ôi, sau những ngày bạo bệnh, sức khỏe tôi hồi phục nhanh chóng. Cơm một chén đầy, canh đại dương rau muống từ cải tiện cho nhà bếp. Khi xới cơm, bọn tôi xới chén đầu lưng để còn kịp xới chén thứ hai cho đầy. Nếu chén đầu đầy thì không còn kịp chén thứ hai nữa, nên chúng tôi thường chọn đồng hương hoặc thân với nhau. Mà sao nó ngon thế? Một hôm vừa vào bàn ăn thì thằng Hải Đen, dân cải tạo ở Duyên Hải, bổ sung vào bê, nhảy vào ngồi tự nhiên. Nó xới cơm không chờ ai cả. Khi tôi vào bàn thì nó chén thứ hai, chén thứ ba rồi.
Thằng Được không cho nó xới. Mày chừa cho thằng kia. Nó nói lớn. Dân Tây Ninh tụi mày ăn củ mì quen rồi. Về kiếm củ mì mà ăn. Bốp búp. Củ mì này. Cả nhà ăn náo loạn. Tôi co giò, giọt thẳng về trung đội. Phe này chắc chết, đụng vào tụi này, có nước ăn mày rồi. Nhưng lính Tây Ninh đâu mà đông dữ vậy. Tiểu đoàn 4243 đúng là đoàn kết sức mạnh. Mấy ngày sau, chẳng có thằng nào hó hé đến tụi này. Nhưng thằng Được thì một về không trở lại. Sáng nay, tiểu đoàn bắn đạn thật. Toàn trung đội nhộn nhịp hẳn lên. Phần thưởng 3 ngày phép nếu ai đạt được 3 vòng 10. Tôi cũng hy vọng thần hộ mệnh sẽ đến với mình. Nhưng vô ích, đạn đi tìm chim. Vì tôi không bình tĩnh khi phát súng đầu tiên của thằng Sáng nổ, tôi bỏ luôn 3 phát liền. Tôi cũng không biết được bao nhiêu điểm. Chỉ nhìn thấy ông Đạt sượng sùng, trao đổi gì với chính trị viên đại đội. Sau đó hình như có sắp xếp bắn thay hay sao. Đến 3 giờ chiều thì cuộc bắn đã kết thúc. Toàn trung đội tôi không được khả quan lắm, thậm chí còn yếu kém nhất. Nhưng nó lại gợi nhớ báo hiệu cho chúng tôi một mùa xuân đến. Tiếng pháo thỉnh thoảng vẫn vang lên. Vậy là đã 23 Tết rồi. Đêm nay trời se lạnh, ca gác lúc 2 giờ sáng mà tiếng pháo của ai đó vẫn thỉnh thoảng đi đùng, càng làm cho trái tim tôi quặn thắt lại. Nỗi nhớ nhà, nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu cắp sách đến trường, nhớ lại những ngày chăn trâu bắt cá, đi soi bù tọt, hứng cá con, nhớ nồi cơm nóng gạo thơm. Tôi không làm chủ được đôi chân mình, cứ thế tôi bước đi đến cái nơi mà ngày trước tôi đi. Chợt có tiếng đứng lại. Tôi giật mình, miệng lắp bắp. Dạ em. Tiếng anh Thành bia phó. Tính dù nữa à? Vài ngày nữa là có phép về ăn Tết rồi, nghe rõ chưa? Tôi lặng lẽ đi vào gọi thằng Thắng đổi ca. Nó còn tần ngần vì tiếng kẻ vang lên. Sáng sớm vừa điểm danh xong thì ông Đạt bê trưởng quát. Hôm qua đồng chí nào bỏ gác? Dạ em có gác. Tới thằng Thắng, nó đổi ca cho tôi thì sáng mẹ rồi. Mày gác kiểu gì vậy? Dạ em gác lố giờ. Mới thấy có ý đồ, tiếng xì xào của mọi người được chụp thẳng đỡ biết chừng nào. Hôm nay xin báo cho các đồng chí một tin vui. Tết này các đồng chí được thưởng 5 ngày phép. Tất cả các đồng chí ngồi đây đã ra sức học tập, chấp hành tốt nội quy của đơn vị. Nhưng để đáp ứng đúng thời gian trả phép, các đồng chí phải có đơn xin bảo lãnh của gia đình và được sự chứng nhận của ủy ban xã, phường. Cả trung đội òa lên, tiếng vỗ tay. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mừng rơi nước mắt. Kể từ giờ khắc ấy, toàn trung đội chúng tôi không ai bảo ai giờ giấc nội vụ thực hành ở thao trường, cứ thay phiên nhau liên tục. Cán bộ AB không cần nhắc nhở, những bài hành khúc luôn vang mãi không ngừng. Anh Đạt giơ tay thôi. Sáng 28 Tết, anh em thành phố thì tự túc, ba lô trên vai, gia đình thẳng tiến. 9 giờ xe ca Long An xuống xếp hàng, anh em vui vẻ hào hứng lên xe hát vang bài ca người lính. Bọn Tây Ninh chúng tôi trong lòng như lửa đốt, ba lô trên vai đi tới đi lui, kéo nhau lên tiểu đoàn xin tự túc về. Tiểu đoàn không đồng ý, vì các đồng chí nghỉ phép nên phải chờ sự bàn giao của đơn vị với tỉnh đội Tây Ninh. Thế là chờ. 10 giờ, 12 giờ, rồi đến 2 giờ chiều, xuất hiện đoàn xe ca 4 chiếc, tiếng vỗ tay vang lên. Trạng Bang, Gò Dầu, Bến Cầu 1. Tất cả 37 đồng chí. Xe rời khỏi quân trường, lao đi với tốc độ khá cao. Tiếng đập thùng xe, tiếng hò reo, rồi bỗng chiếc xe sàng qua, từ từ dừng lại. Xe bể vỏ rồi. Trong khi chờ nhà xe thay vỏ, chúng tôi xuống xe xem thế nào, thì bỗng ở đâu có ông già khoảng 60 lại gần hỏi. Tụi con qua Campuchia à? Dạ tụi con đi phép. Lính năm nào mà về phép? Dạ tháng 12 năm 80. Vậy cho bác xem cái giấy phép coi chút. Dạ đâu có giấy. Thôi rồi con ơi, đi Campuchia rồi. Tôi có thằng cháu nói chở phép, mấy ông cho lên máy bay đưa tuốt qua bên gần một năm nay rồi. Đừng tin con hạ. Chúng tôi bán tín bán nghi và gần 10 thằng không chịu lên xe, ra vẫy xe lô đi. Nhưng chẳng có ai nói gì. Xe thay trong vỏ, lúc này lăn bánh tốc độ rùa bò. Chậm quá bác tài ơi. Để mẹ, muốn xuống ruộng không? Mệt rồi à? Tất cả nín tinh, không còn thằng nào dám hối thúc nữa. Rồi thị trấn Gò Dầu của tôi hiện ra đây rồi. Sau khi được tránh văn phòng đón tiếp, ổn định chỗ ngồi, thì chủ tịch huyện vào thăm hỏi, phát biểu và dặn dò. Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng, các đồng chí yên tâm công tác, làm tròn nhiệm vụ của đảng và nhân dân giao cho.
Ở nhà, gia đình các đồng chí, chính quyền có trách nhiệm lo cho và tặng cho 2 gói thuốc lá Z. Các đồng chí về gia đình nhớ trả phép đúng thời gian. Chưa dứt lời, tất cả đã đứng dậy ra về. Tôi đi thẳng về nhà. Vì lúc này, ngôi nhà tôi là trên hết. Trời đã sập tối, tôi vào nhà tối thui, vội đi kiếm cây đèn trung. Nhưng nó không còn chút dầu. Nội tôi ngồi co ro trên giường tre. Đứa nào đó? Dạ con đây. Bà mừng, nhưng lại khóc. Con về chừng nào đi? Dạ qua Tết. Con coi còn gạo không? Tụi nó đi đâu từ chiều mà chưa thấy về. Tôi xuống bếp mở lu gạo, cua tay xem còn không. Gạo không còn, nhưng lũ chuột nhắt cũng tranh thủ thế nào vét những hạt cuối cùng, theo cánh tay tôi bay ra ngoài. Tôi qua nhà cô mượn đỡ 2 lít gạo. Quay trở về thì mấy đứa em tôi cũng vừa đi mua dầu, gạo, dưa, mắm. Bốn anh em ngồi trên bộ ván gỗ, cháy xém do bị cháy nhà lúc thời kỳ 9 năm. Ăn cơm tràn nước mắt. Đã 3 giờ sáng rồi, tôi không thể nào ngủ được. Suy nghĩ đắn đo, gia đình mình có ngày như thế này sao? Ruộng vườn gần 7 ha mà không có hạt gạo. Rồi vài ngày nữa tôi ra đi. Gia đình tôi sống như thế nào đây? Ngày hôm sau, tôi buồn tình, không muốn đi đâu chơi nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà. Thì thằng một vào rủ tôi đi uống cà phê, rồi về nhà nó chơi. Nhưng chơi trong giây lát tôi ra về. Nó hỏi tôi sao kỳ này mày buồn quá vậy? Chứ mày muốn gì đi đâu? Đi gần gần, chứ xa tao không dám. Nó cứ hỏi hoài, muốn gì? Tôi bực mình, buồn một câu. Tao muốn giết người. Trời, nhìn mặt nó có cô hồn rồi. Thôi, tao đưa mày về. Rồi những ngày xuân ấy với tôi là một kỷ niệm buồn. Sáng nay là ngày mùng 3 Tết, thời gian tập trung là 2 giờ chiều, có xe đưa xuống quân trường, nhưng chỉ có 5 anh em cùng chúng tôi. 5 giờ chiều, quân trường vắng tanh, tôi vào trung đội gặp ông Đạt. Cả trung đội trả phép đúng có 8 đồng chí. Ngày hôm sau, lác đác 4-5 đồng chí. Đến ngày mùng 5 thì như tập trung đầy đủ sinh hoạt. Tôi được biểu dương trước đại đội, rồi tinh thần tôi hình như suy sụp, ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc. Tôi cảm thấy sốt lại. Ngày thứ 3, bác sĩ đại đội lại xuống khám và trích thuốc cho tôi lúc sáng. Thì tới tối tôi ra ngoài sân được. Ngồi ở mép đường thì anh Thành bên phó lại ngồi tâm sự. Anh hỏi thăm gia đình. Tôi thật tình hỏi anh. Anh Thành, anh giúp em làm sao ở lại cán bộ khung hoặc bảo vệ dầu khí gì được không? Em đừng tin thằng nào cả. Tình hình này lính đặc ngũ nhiều, coi chừng ra quân sớm. Ngày mốt là anh phục viên rồi. Em ở lại mạnh khỏe, tính toán kỹ càng nhé. Tuyệt đối giữ bí mật, nghe chưa? Chủ nhật này chỉ một vài gia đình thăm nuôi. Vì mới về phép, mọi sự chi viện tiếp tế ở gia đình, anh em nào cũng dồn vào chủ nhật tuần sau. Tôi thấy một vài anh loại A mang trong tay những chiếc nhẫn vàng chóe. Tiền thì rủng rỉnh, chiều tối được A trưởng cho khoác khẩu súng AK không đạn, không kim hỏa, đi đâu chắc là ra chợ. Mấy hôm thấy không còn trong tay. Cả tuần nay, quy luật huấn luyện khác hẳn. Ngày học chính trị, đêm học quân sự tấn công, phòng ngự, mục tiêu di động. Ban đêm là những cây đèn dầu, cứ lên nằm ngấm. Chiều nay, thứ bảy sư đoàn tổ chức văn nghệ. Anh em nào muốn xem văn nghệ thì đúng 7 giờ tập trung lên sân vận động. Anh em không xem thì ở nhà đọc báo, không được qua đơn vị bạn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bữa cơm chiều nay có gì lạ lạ? Cơm tặng 4 chén, thịt kho, cá chiên, canh cải, tha hồ chén no nê. Tôi nói chơi với bên trưởng Đạt. Bộ nhà bếp cho tụi này ăn bữa cuối cùng hay sao mà thịnh soạn dữ vậy? Ông nhìn chân chân vào bạn ăn tôi. Đồng chí đừng phát biểu lom com. Ăn ít cũng nói, ăn nhiều cũng la. Học tập chỉ chơi lì, ăn uống thì lắm chuyện. Đúng 7 giờ tối, chúng tôi tập trung lên sân vận động. Lúc này chương trình ca nhạc do đoàn văn công quân khu 7 phục vụ. Các tiết mục đang phần hấp dẫn. Tôi chợt giật mình, nhìn qua nhìn lại, không thấy một thằng loại A nào còn ở đây. Tôi khều thằng Thắng. Ta thấy tình hình lạ lắm. Chém chết là giao quân. Tôi đứng dậy. Thằng Thắng đứng theo tôi luôn. Thắng, đi đâu đó? Tôi buông một câu. Hát nghe buồn ngủ quá, đi về thôi. Tôi và thằng Thắng vừa rời khỏi hàng thì chạy về tới trung đội, đứng từ ngoài nhìn vào. Tôi thấy ông Đạt A trưởng và Thành đang sinh hoạt to nhỏ gì đó, nghe có vẻ quan trọng với số lính loại A. Tôi trở ra ngoài,
thì lực lượng vệ binh đã triển khai dày đặc. Hành lang an toàn đã được bao vây. Tôi cố gắng thực hiện chiêu sách của B Phó Thành. Khi giao quân, em cố tìm vị trí nào để trốn. Khi giao quân xong thì ra trình diện. Nhưng kế sách đó không được thực hiện. Chương trình văn nghệ cũng chấm dứt. Anh em hai hàng dọc trở về trung đội. Thằng Sáng nói, để mẹ, làm gì mà kiểm soát quân sự gác nhiều thế? Tao đi đái, nó cũng không cho. Tiếng kèo báo động vang lên một hồi. Tập hợp, tất cả ra ngoài. Hôm nay các đồng chí danh dự được đảng và nhân dân tin tưởng cử đi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia. Qua thời gian học tập, huấn luyện tại đơn vị, bản thân tôi và các đồng chí A trưởng có những sai sót gì, mong các đồng chí đóng góp thông cảm cho. Về công khai tài chính, để đảm bảo an toàn trên đường hành quân nhiệm vụ mới, nên đơn vị không thể công khai tài chính sớm. Do đó, đơn vị trích tất cả phần còn lại cho buổi cơm chiều nay. Các đồng chí có tên sau đây gồm Nghĩa, Thiện, Tùng. 12 đồng chí ra khỏi hàng, mỗi bên 6 đồng chí. Các đồng chí Thắng, Thuận, Trưng, có không? Tiếng có được hô vang. Xin phép bên trưởng cho em đi vệ sinh. Nghĩa đưa thằng 4102 đi. Lại tiếng xin phép đi vệ sinh tiếp. Thuận, đưa thằng Sáng đi. Đồng chí nào vệ sinh thì chờ hai đồng chí kia vào rồi đi tiếp. Tôi ra ngoài. Mẹ, đồ chó săn, đứng ngó khắp nơi, nào là vệ binh. Có cả thông tin ý à ý ới, làm như sắp có đánh lớn không bằng. Tất cả 43 người chúng tôi lặng lẽ rời trung đội. Không thấy một thằng nào từ giã bọn ở lại. Chúng nó áp giải bọn tôi lên sân vận động. Xe và tất cả, chúng tôi lên xe, sao nó nặng nề vậy? 10 giờ 30 phút, chúng tôi ra khỏi các quân trường Quang Trung, rời thành phố Sài Gòn. Một thời tôi được sống sung túc với gia đình. Rồi chúng tôi tranh nhau cái thành xe, nhìn trước nhìn sau là ó tùm lum. Trước sự ngỡ ngàng của người đi đường, tôi cố chen lấn ở phía trước để nhìn cái thị trấn Gò Dầu của tôi. Những cây dù bóng mà ngày nào bọn trẻ chúng tôi tranh tài nhau làm những chiếc xe tải, xe kéo 8 đến 10 bánh từ trái dù bóng này. Qua địa phận Gò Dầu thì tôi cũng nằm xuống sàn xe. Trên đường vắng không một bóng người, không khí sao mà buồn thê thảm. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ. Mẹ ơi, biết chừng nào con mới được gặp mẹ. Tiếng thằng Sáng, mới hồi chiều ăn cơm, nó còn vui vẻ lắm. Đi đâu thì đi, tao ngán gì, mày dọa tao à? Lại thêm thằng Thuận già khóc nữa. Khóc không thấy mà ghét. Bản hòa tấu kéo dài khoảng 20 phút thì chấm dứt. Mạnh ai, thằng đấy ngủ. Mặc dù con đường cứ dằn sóc liên miên. 5 giờ sáng, xe đến cửa khẩu Sa Mát. Anh em xuống xe vệ sinh giải lao, chờ làm thủ tục xuất cảnh. Nói cho vui, chứ xe quân đất ca rồi. 6 giờ sáng, xe tiếp tục hành quân, thiếu 3 em. Xe qua thị xã Cô Bông Tràm, chừng 6 km, thì có con đường hai bên là rừng tre, lộ nhỏ, xe chạy với tốc độ cao. Đi vài cây số nữa là nhìn thấy xe cháy, có khi 2 đến 3 chiếc. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, vì sợ bị phục kích, rồi sợ xe lao xuống hố. Vì đường ở đây rất cao, xe chạy ngang tầm ngọn tre. Đêm qua chúng tôi ăn cơm sống và nhịn khát. Tân binh nằm giữa rừng, không dám nhúc nhích. Đến sáng mới phát hiện cái giếng cách có 50 mét. Kiểm tra quân số thiếu 9 em. Tụi nó xì xào. Có mấy thằng ra hỏi thăm nhận đồng hương, rồi lẩn trốn trở về đơn vị. Lên trên bát tam bang. Đêm nay, chúng tôi nghỉ tại Công Công Thôm. Lần đầu tiên, nghe rõ tiếng B-40 hay B-41 gì đó. Chỉ nghe nói địch tập kích, nhưng ở còn xa. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong, 7 giờ, chúng tôi lên xe, đi khoảng 10 cây số nữa, thì phải dừng lại chờ thông đường. Chúng tôi nghe tiếng súng rất gần, chừng 20 phút, nhưng mãi đến 12 giờ, chúng tôi mới tiếp tục hành quân. Chừng 15 cây số nữa, thì thấy một xe Hồng Hà còn đang cháy. Phía dưới là xác tử sĩ, lần đầu qua ca thấy hy sinh. Có lẽ đoạn đường này nguy hiểm lắm hay sao? Tài xế thì chạy kinh hồn, nhất là qua mấy cây cầu, không bớt tí ga nào. Hồ Ba Rài, trời ơi, tụi nào giống thằng Nghĩa, thằng Thuận và thằng Tùng luôn. Tụi bay đi bảo vệ dầu khí cho Pốt à? Thì ra, sau khi tụi này lên xe đi làm nghĩa vụ quốc tế, thì tụi nó cũng lên xe trực chỉ ở sân bay Tân Sơn Nhất, lên máy bay đi bảo vệ dầu khí. Nhưng do thời tiết xấu nên bay lộn qua Campuchia. Ngày hôm sau, tính qua chơi, nhưng tụi nó đi trực thăng rồi, sướng ghê.
Sáng sớm hôm sau, bọn tân binh chúng tôi đã là lính sư đoàn 302 rồi. Sau khi nhận bàn giao từ sư 477, anh em chúng tôi ăn sáng xong còn nhận một phát cơm trưa. Vì từ đây về đơn vị cũng khá xa, hành quân qua địa hình phức tạp, địch thường xuyên phục kích. Các đồng chí phải bình tĩnh nếu xảy ra tình huống trên. Nhớ phải bình tĩnh, nếu lệnh xuống xe thì xuống, phân tán và tìm vị trí thích hợp. Không được chạy lung tung, nhỡ vướng vạch mìn. Nếu không có lệnh thì ngồi im ở trên xe. Trên đường về Sầm Rông, xe qua ngã ba Ca Lanh thì dừng lại. Lái xe rước hai thêm bà buôn và hàng hóa ngồi trên cabin. Cái thị trấn này xem sầm uất lắm vì hàng hóa dồi dào. Và từ ngày qua ca, chúng tôi không có dừng ở chợ đâu. Đúng là vùng chiến sự. Phía tay trái là GMC, vài cây số là mô tô qua Hồng Hà. Sao không thu dọn bớt để tụi này phải dùng mình lo sợ? Thằng Thắng hỏi tôi. Này, có ai chết không mày? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Thế là chúng tôi đến địa phận Trông Can. Vì tới cây cầu thì lính chốt ở trong mấy cái chòi chui ra la lớn. Lính ở đâu? Thằng Hiền la lớn. Lính tân binh thành phố. Tây Ninh thì la là Tây Ninh, bảy đặt thành phố. Tí nữa thì đánh nhau. Anh Hiền, bê trưởng, la lớn thôi. Muốn đánh nhau thì vài hôm mà đánh. Coi Tây Ninh thành phố nó chừa thằng nào. Xe về đến Sầm Rông khoảng 3 giờ chiều. Cái đơn vị mà tôi thầm ao ước đó là Trung đoàn 262. Khi tôi nhìn thấy mấy khẩu pháo, vì tôi nghĩ rằng pháo nằm ở giữa bộ binh xung quanh, di chuyển bằng xe cơ giới. Thời gian huấn luyện các đồng chí chưa đủ, xét yêu cầu chiến trường đi vào thực tế hơn, nên các đồng chí còn học tập, huấn luyện một tháng nữa. Chúng ta được nghỉ 3 ngày để tắm giặt, phục hồi sức khỏe, đi vào học tập. Đêm đầu tiên ở cái thị trấn Sầm Rông này, tôi không tài nào ngủ được. Thằng Thắng thì nằm đó, thuốc thì hết điếu này tới điếu khác. Chợt thằng Thuận già, tao lậy mày, Thắng, để mẹ, mày kéo vừa thôi. Vừa kéo lõ đầu, nó phát hiện chết cả lũ bây giờ. Thằng Trưng chen vào, tao thèm thấy mẹ, có dám hút đâu. Thằng Hải, mày ông nội nói nho nhỏ, nó nghe lòm xòm, quăng lựu đạn thấy mẹ. Thì ra không phải một mình tôi tức, nỗi buồn này ai hiểu cho chúng tôi, những người lính tân binh. Cả tuần lễ nay, chúng tôi chỉ có cơm trắng với thịt hộp, ngoài ra chẳng có một cọng rau nào. Cái tuổi 18 đôi mươi, chúng tôi cần phải có đủ lượng calo, nên lúc nào cũng cảm thấy đói, thấy thèm. Thèm cái bánh cam, tán đường tốt nốt, thấy cái gì cũng thèm. Tôi quyết định lấy cái chăn ra chợ Sầm Rông, bán được 20 ria, mua bịt bột giặt thái 3 ria, 2 ria bánh cam, mang bịt bột giặt về, canh lúc trưa để cho tụi nó đừng ké. Ai dè, tôi ra tới hồ sen, nơi tắm giặt ăn uống của dân ca và châu bò cũng dùng chung. Lúc đầu thấy bận, sau thấy bình thường. Thì 5-6 thằng cũng tới nơi, nó ké sạch sẽ, lại còn khen, đúng là đồ ngoại có khác. Chúng tôi nằm đây đúng 14 ngày. Mễn và Mang lần lượt đội nón ra đi, dân mua gì bán đó. Xuất hiện hàng chôm chĩa, gây xáo trộn cả chợ. Vệ binh tóm cổ, nhốt cả đêm. Đúng cái trưa ngày thứ 16, tôi thực sự là lính đại đội 16, trung đoàn 271. Đang ngủ trưa thì bỗng thấy anh Hiền dẫn một người dáng cao, chân mày rậm vào, chỉ thằng trắng trắng trẻ nằm đó. Sau đó quay đi. Lúc sau thằng Thuận vào la lớn. Để má, thằng 4102, kiếp trước nó có tu, bây giờ nó về pháo binh. Tôi ngồi dậy. Sao mày biết? Tao dịch nghe lén. Ông lúc nãy thủ trưởng pháo. Lúc nãy tôi như đang trên mây, thì anh Hiền xuống gọi 4102. Thắng thu dọn quân trang, lên đại đội. Lên đại đội, tôi lại gặp thằng Hiền lùn. Cái thằng tôi ghét nhất lại về cùng pháo với tôi. Thằng Thuận già mang ba lô chạy vào đưa, rồi che miệng nó nhỏ. Kiếp trước tao cũng tu như vậy. Cầm sấp lý lịch trên tay, ông vội vã nói. Đi theo tao chúng mày. Đúng là tác phong lính trận, bước đi nhẹ nhàng khoan thai. Bốn đứa tôi thì cứ lúp xúp chạy theo như gà mẹ giận con. Tôi thắc mắc với thằng Thuận. Tôi nhớ pháo binh ở ngoài kia, mà sau lại đi vào đây. Ai mà biết, lẹ lên. Vào đến đầu phum thì quẹo trái vào đơn vị. Tôi để ba lô xuống góc nhà, vòng ra phía sau kiếm mấy mẩu pháo.
nhưng chỉ một cái hầm có cái gì đó trùng ni lông và một cái chòi lá nhỏ. Tôi trở vào gặp anh lính cũ hỏi: "Anh ơi, xe đơn vị đi đâu vậy? Sao không thấy?" "Xe pháo gì? Xe bò thì có. Đây là pháo bộ binh mang vác. Qua sớm một năm thì còn 120 thì chúng mày biết." Tôi nín thinh không nói gì. Lúc này có mấy anh lên. Ông Cao lúc nãy gọi tất cả vào cái bàn giữa nhà rồi giới thiệu: "Tôi tên Học, C trưởng quân sự. Đồng chí Bình, C trưởng chính trị bận họp ở trung đoàn. Và đồng chí Huấn, đồng chí Triều thì đi phép. Theo nhu cầu từng đơn vị, đại đội bổ sung cho các đồng chí. Một là B1, mỗi B một đồng chí. B1 Thuận, B2 Thắng, B3 4102, đồng chí Hiền, đồng chí Bộ. Các đồng chí cố gắng tạo điều kiện cho anh em mới yên tâm công tác." Xuống trung đội Anh Định, B trưởng người Hà Nam Ninh: "Thôi, em nghỉ ở giường này. Ngày mai xem an nào thiếu thì anh bổ sung." Tôi đang lúi cúi quét dọn thì một cái ịch, nghe tiếng rên. Tôi và anh Định chạy ra. Tôi đứng chết chân. Em chạy lên gọi y tá. "Ở đâu?" "Ở chỗ xe bộ ấy." Tôi chạy lên xe bộ, thở từng hơi, gọi bác sĩ và y tá cấp cứu. "Ai bị làm sao?" "Nó bị bắn tỉa." Cho anh em vào vị trí, Lợi liên lạc của đại đội. Đại đội trưởng cùng y tá chạy xuống. "Nó trúng ở đâu? Bắn hướng nào?" "Nó ngủ gục ở dưới cây, chứ bắn tỉa cái gì." "Để mẹ, như vậy làm sao sống nổi? Tụi mày nói hoài cũng vậy." Anh rớt từ chòi cảnh giới cao 20 mét xuống đất. Anh là người đồng đội, không biết mặt tôi. Đêm đầu tiên thật hạnh phúc. Anh Tư Ruộng, đồng hương cùng thị trấn Gò Dầu, lính 1979 xuống thăm tôi. Mang theo gói sắm mít và gói trà mừng đồng hương. Anh Định bên trưởng cho anh nuôi nấu chả đậu xanh bằng sữa hộp quá đắt. Xa nhà tôi ở ngày càng đông khách hơn. Lính 79 cùng đợt anh Tư quê ở quận Phú Nhuận, quận 3 hầu như tập trung hết. Trừ số đi chốt. Sau khi dùng chè xong chừng 20 phút thì lại có hai con gà luộc và xị rượu có quai. Đựng trong bình dầu ăn 5 lít mang ra. Anh Tư nhờ anh Tuấn chuẩn bị lúc chiều khi hay tin có đồng hương. Lúc này đại đội trưởng xuống kiểm tra, thấy tập trung đông, giày chiếu lệ. "Chúng mày chủ quan, tập trung đông quá. Nó táng cho một quả thì chết cả lũ. Gác sách cẩn thận nghe." Tôi xin mời thủ trưởng ngồi. "Thủ trưởng gì? Cứ anh em đi cho thân mật. Còn khi họp thì khác. Rót đi chúng mày, để khuya rồi." Đúng là lính uống rượu như nước lã. 5 lít vèo một lát là hết trơn. Anh Học đứng lên. "Thôi đủ rồi, anh em còn lâu ngày. Anh nào về A đó, lo gác xét đi." Tôi thật sự không ngờ cái tình cảm thiêng liêng, mặn nồng ấm áp ở chiến trường nó là như vậy. Những ngày qua, tôi được anh em quý mến giúp đỡ, nhất là anh Tư Ruộng, động viên tôi cố gắng yên tâm công tác. Vì về đại đội 16 là sung sướng lắm rồi, ít phải đi đánh nhau, thỉnh thoảng chỉ đi phối thuộc với tiểu đoàn. Rồi vào buổi chiều ngày thứ 5, tôi thực sự hoảng loạn khi chỉ còn một mình ở trong rừng sâu. Buổi trưa hôm đó, với sự phân công của A trưởng Thái, tôi cùng với anh em đi cắt chanh, chỉ tiêu một người hai bó về sửa chữa doanh trại. Tôi cùng với anh Được, Oai và Cử cùng vào rừng cắt chanh, lúc đó khoảng 2 giờ trưa. Vào sâu trong rừng mới có chanh tốt. Tôi cùng cắt gần với anh Cử, khoảng 30 phút thì đủ số lượng. Anh giúp tôi chẳng buộc cho vào đòn sóc. Về thôi, buổi trưa trời nắng như đổ lửa. Hai bó chanh gánh nặng ở trên vai kèm một cậu AK. Lúc đầu tôi còn bám kịp anh Cử, sau đó cứ xa dần. Cuối cùng tôi đi theo dấu chân, nhưng khi không còn dấu chân thì tôi quay lại. Nhưng nơi đây dấu chân không còn xác định để đường về. Tôi lo và quyết định theo dấu chân người còn in rõ chạy theo. Theo một đoạn khá xa thì dấu chân ngày càng mờ nhạt và mất luôn. Trời sụp tối lúc nào tôi không hay. Cơn khát, bầy khỉ cứ bám theo tôi là trí chóe. Ở trên đầu thì mấy con chim cứ bay kêu tè rét, tè rét. Bỗng ở xa xa, tôi nghe được tiếng B-40, B-41. Tôi leo lên cây, hướng theo tiếng súng, thì chỉ thấy lờ mờ chớp sáng như sấm vậy. Tôi xác định đó là núi Hồng hoặc A Long Ven. Vì khi nghe tiếng nổ hỏa lực nhiều, thời gian kéo dài, thì nghe lính cũ nói núi Hồng hoặc A Long Ven. Tôi xuống xác định ở bên phải tôi là Sầm Rông. Cứ thế, tôi từ từ để còn quan sát và định hướng. Cuối cùng, tôi lọt vào một con đường mòn. Tôi men vào đường mòn tới một khoảng trống. Sao giống cái chòi ở cầu cháy trông can
Tôi đi vào. Thằng nào đi đó? Dạ, đại đội 16, em đi lạc từ chiều. Mày vào đây bằng lối nào? Dạ, theo lối đường mòn qua dây thông hào. Trời ơi, gặp tụi nó đi kích là thấy mẹ rồi. Đại đội 16, thằng nào qua dẫn lính về này? Không trả lời, anh dẫn tôi qua căn tròi cách 100 mét. Thanh, lính đại đội 16 mày lạc này. Lính 16 đâu có thằng này. Chờ tao gọi về đại đội. Anh đi gọi máy, 15 phút sau thì quay lại. Đi theo tao. Ông Học, ông Bình chửi té nước cái đám lính B3 ở dưới kìa. Tôi và thằng Hùng cứ thế chạy từ chốt cua cây cháy về đơn vị gần 6 cây số. Về tới đơn vị, không biết từ đâu tôi khóc như trẻ con. Cả B3 và 2A của B1 và B2 bung vào tìm kiếm tôi. Cứ bắn 3 phát mà không nghe tôi trả lời. Anh định mang súng theo. Lạc sao không bắn? Báo hiệu mà biết mà tìm. Sau cái buổi chiều tối đi lạc đó, tôi rút kinh nghiệm. Khi vào rừng, cần đánh dấu vật chuẩn vào các cự ly và tránh đi buổi chiều tối một mình. Thời gian lúc này, cứ sáng chặt tre, chiều cắt tranh, tối thì sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn. Thỉnh thoảng ra dân xin phân bò về tăng gia sản xuất, đêm thì đi canh gác. Nhưng mấy ông lính 78 cứ bỏ gác hoài. Tôi sợ lắm, nhưng tôi thích nhất là đi cải thiện ở cái hồ sen. Đạn AK thì hình như không ai quan tâm lắm, nên tha hồ mà bắn vịt trời. Nhưng một hôm, sau khi chặt đủ tiêu chuẩn hai cây tre, thì tôi vòng theo mép bờ đê để canh bắn le le. Thì A Trưởng Thái đang ở bụi tre đối diện bắn trả hai loại AK. Tôi bỏ chạy thục mạng ra tới lộ 68 mới dám ngồi lại. Thì ra, khi núp ở dưới hồ, tôi bắn đạn, nó cứ bạt lên phập vào bụi tre mà anh đang ở trong đó. Giận quá, anh bắn dọa tôi. Mẹ, vài bữa lên tay chốt mà bắn, hôm nay tao thấy mày bắn rồi. Rồi khởi đầu cho tình hình an ninh là trái H-12 mà bọn Pốt bắn vào đơn vị. Khi bọn tôi đang đá bóng, tiếng mọi người kêu réo hào hức thì bỗng xoẹt oanh, hai tay ôm cái đầu đứng chân người. Mẹ, về vị trí chiến đấu còn tìm cái gì? Tôi chạy nhanh về A, cua ngay khẩu AK, rồi chạy ra giao thông hào ngồi im re 10-20 phút. Vào đi. Tiếng thằng Bư lùn: mày lên cán bộ hồi nào vậy? RBD nhớ không? Thật là uổng công cho anh em đơn vị gần cả tuần lễ đánh gốc cây và trái banh xin mãi ở trung đoàn mới chơi có một tuần thôi. Lệnh trên không được tập trung nữa, địch tung lực lượng nhỏ tập kích ta, vì vậy cần cảnh giác cao độ để tránh thương vong. Các lực lượng hoạt động ở trong rừng khi thấy pin rơi không được lấy. Đây là loại mìn mới, cấu tạo vỏ ở phía ngoài là vỏ pin thái, trong có chất nổ kích hoạt với dòng điện 1,5V. Khi bộ đội ta nhặt được thì thường hay lắp thử. Nếu lắp vào một quả pin mìn và một cục pin thì sẽ gây nổ. Tháng 6 năm 1981, tôi được điều lên chốt. Nhiệm vụ của trung đội tôi là phối thuộc với đại đội 18 là 12-7, án ngữ ở sườn cánh phải theo bờ hồ. Phía sau là lộ 68 chạy lên An Long Veng, đảm trách từ bờ hồ cây cháy lên cầu cháy 6 km. Cầu cháy trở lên do trung đoàn 429 đảm nhiệm. Khu vực này đêm thì bung lực lượng ra phục kích không theo quy luật giờ giấc, nhưng ban ngày thì 7 giờ sáng phải thông đường. Về một tuần lễ thay ca, một ngày ở chốt, một ngày đi thông đường. Cứ tầm 8 giờ là tôi tổ 3 người, một B40, một RBD và một AK, phối thuộc với đại đội 18, khi cánh phải, khi thì ở cánh trái. Hôm nay, anh Thanh bê phó không cho tôi lên đó nữa, mà nằm dưới mấy ụ mối. Khoảng cách từ cầu cháy chừng hơn 500 mét. Lúc này, ánh nắng cũng đã xuyên qua tán lá. Tiếng động cơ xe rõ dần. Bùng, binh. Tất cả chúng tôi vận động lên cánh trái đại đội 16, cánh phải đại đội 18. Lúc này, 5-6 anh em bị thương chạy xuống. Lên khoảng 300 mét, anh Thanh nổ 2 phát một. Một thằng Bốt cắt ngang lộ, kéo khẩu B41 của ai đang nằm 1/3 lộ. Anh được táng một quả B40. Cánh phải táng thêm một quả B41 nữa. Cối 60 bắn lên. Khẩu RBD tôi chỉ nổ có 25 viên. Thằng Bốt gan thật. Xe giảm ga qua cầu ở trong bìa rừng, nhảy phọt ra. Ngay B40 lái xe tránh kịp rồi lủi xuống mép đường. Nó táng trái thứ hai ngay thùng dầu cháy xe luôn. Số anh em nhảy xuống bắn trả.
lính chính sách trung đoàn 429 bị thương khá nặng, nghe nói hy sinh 2-3 người. Cầu mong các anh bình an trở về. Cái xác nằm 1/3 lộ là thằng Bốt bắn B-41, nó bị thương. Thằng kia lên định lấy thương nhưng không kịp, nhưng chắc cũng bị thương nặng, đành bỏ lại khẩu B-41. Thằng Bốt thì về tốn cơm thuốc thôi, về chầu trời. Hai quả lựu đạn gài dưới lưng nó 2 ngày 2 đêm mới nổ, nhưng chó hoặc cọp không để lại hiện trường thương vong cho địch mà chỉ có mùi chó chết cả cây số. Sau đó ai lắp đất cho nó chứ không lấy xác. Sau trận phục kích đó, về chúng tôi đã đổi bổ sung lên anh Hải B trưởng, lính 72 Hải Phòng. Nhiệm vụ cũng như cũ, nhưng mà vui. Tối đi tải dưa hấu, cách khoảng 2 km về chôn trong hầm dự trữ. Ngày thì tiến lên chét lọ nồi. Một hôm vào một buổi chiều, anh Hải bảo: "Thái, mày cùng thằng 4102 lau chùi khẩu đại liên K57. Thanh xem xác định lại tọa độ, lấy cột chuẩn, có gì tác chiến nổ súng kịp thời, chứ như hôm trước thì đánh đấm cái gì." Trưa thì tranh thủ ngủ, tối gác cẩn thận, bớt chơi tiến lên, cường nước sớm một chút. Nhưng lấy gì mua vui, không lẽ ngủ hoài. Rồi tiến lên, mấy ông lính 78 đánh tiến lên cực kỳ, nên tôi bị chét đầy cả mặt. Thôi thì đi tắm tiên, đi lúc này xế chiều, lính thông thường cũng rút hết về rồi. Tôi cùng anh Thanh đi tắm. Tôi và anh Thanh đang tắm thì bỗng bùng bình, một quả P-41 rơi xuống hồ cách tôi khoảng 50 mét. Tôi chạy lên chạy xuống, không biết cái quần đâu rồi. Tôi chần như nhộng chạy vào lôi khẩu RBD, cua cái áo của ai đó choàng ngang hông. Lúc này khẩu đại liên nổ vài loạt, có mấy thằng Bốt nào đâu. Phía ngoài bùng xịt khói, đại liên nổ, trung liên cũng nổ theo. Khối 8 bắn chặn mấy đường rút của địch. Rồi ngồi ở phía ngoài, chân trên, chân dưới, anh Hải bên trưởng từ hầm cối 8 ra hỏi: "Hỏa lực nó bắn điểm nào?" Tôi cũng say mê xen vào chỉ trỏ. Bỗng anh Hải: "Đi mẹ, lúc nổ súng mày đang làm gì? Mà bây giờ thằng lớn nổ, thằng nhỏ thì đứng gác vậy? Sao mà lấy cái áo của tao?" Lúc này thời tiết chính thức chuyển sang mùa mưa, địch thường xuyên tập trung chúng tôi lúc sập tối. Khi gần sáng và theo quy luật trăng vừa nhú lên khỏi ngọn cây thì chúng bắt đầu tập kích. Lúc đầu tôi lo sợ, nhưng các anh lính cựu tỉnh bơ, nói chung học hỏi kinh nghiệm ở chiến trường, gác ngồi tư thế để có thể quan sát tiếng động từ xa, nhất là ở khu vực đóng chốt có loại chim, có người là nó cứ bay ở trên đầu kêu suốt. Chúng tập kích quấy phá chốt không hiệu quả mà còn thương vong, do đơn vị đã chủ động từ lâu đã gài mìn, điều nghiên ở các điểm xung yếu địch vào và rút ra sau khi nổ súng. Cối 82 bắn chặn có hiệu quả mà chúng tôi phải kiểm tra trận địa báo cáo về đại đội. Đánh phá cứ không hiệu quả là do anh em chủ quan lơ là mất cảnh giác, địch nắm được quy luật. Khi nhiệm vụ thông đường xong an toàn, khi tầm 3 giờ, các tổ bắn 3 phát súng là lệnh thu quân. Trong lúc hai đơn vị rút, anh em không có hỗ trợ cho nhau nên Bốt chặn phục kích, gây thương vong cho một đồng chí ở đại đội 18. Sau trận này, tôi được rút về Sầm Đông và trở thành anh nuôi của trung đội. Ngày 3 bữa cơm vào anh em, mấy ngày đầu thì sống khê, nhưng sau thì ngon lành như ai, không phải gác nên khỏe re. Đùng một cái đại đội bộ gọi lên giao cho cái chức liên lạc của đại đội, đang tự do ăn ngủ nghỉ. Bây giờ sống gần mặt trời thấy khó chịu, nhưng rồi dần cũng thành quen. Ban chỉ huy là lính 72, tổng động viên các anh vào chiến trường, chỉ duy nhất một lần phép, đang chờ phép lần thứ hai. Tôi buồn vì không biết tới chừng nào mới tới lượt mình đi phép. Thời gian này, đơn vị tập trung huấn luyện ở hội trường, nhưng anh học tại đội trưởng quân sự cũng bắt bọn tôi phải học chuyên sâu về các tính năng tác dụng của cối 82. Có mỗi cái việc lao dập đế cối mà 3 ngày mới đúng chuẩn, mệt thật. Còn cái khoảng cự ly, thước tầm, độ hướng, liều phóng thì dễ thôi. Cuối cùng là bài kiểm tra đạt loại giỏi, nhưng chừng nào được bắn thì còn lâu. Những cánh thư từ hậu phương của các em gái cả 3 miền đất nước, bạn bè, gia đình cũng giúp rời ấm phần nào cái rét thấu xương nơi dãy núi đăng rách này. Có cái chăn thì đã bán ăn rồi, đêm ngủ lạnh quá phải xin quản lý vào kho gạo ngủ nhờ cho ấm. Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi nhập ngũ. Như vậy
chỉ thấm thoát một năm đã qua đi. Lính chiến trường mà như thế này thì khỏe re. Gia đình đừng lo gạo rượu thịt, ăn ngủ có dở giấc, đúng một năm lên 7kg. Nhưng đâu có ngờ, cái ngày 22 tháng 12 năm 1981, sáng chào cờ, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm binh nhất, bí thư đoàn đọc quyết định kết nạp đoàn. Kể từ hôm nay, đồng chí 4102, cả đơn vị tổ chức liên hoan tưng bừng. Vì là liên lạc nên tôi sợ không dám uống nhiều. Buổi chiều 5 giờ rồi mà trực ban không đánh kẹp. Đại đội trưởng bảo, 4102, xuống các trung đội nhắc, tối nay gác sách cẩn thận. Mày xem các trung đội nó có thằng nào xỉn không? Ở nhà hay lụi ra phu hết rồi. Tôi đi một vòng để nắm tình hình. Thật là kinh khủng. 1/2 cái gan gà mặt chó cũng chê. Nó chỉ vệ sinh cái mặt thằng T. Còn thằng cha Lai người Hà Nội thì ở chuồng 100%. Tuấn Đen thì đầu gối gạch cửa, xanh như tàu lá chuối. Anh Định bê trưởng thì gọi không thấy trả lời. Truyền đạt thì cứ ừ. Về đến xe bộ thì xe trưởng của em cứ khò khò. Tôi gặp anh Minh, lính 78 Hà Nam Ninh, quản lý. Anh nói, xịn hết rồi, tối có làm gì thì làm sau. Anh nói tỉnh queo, thì mày lên xe trưởng thay ông Học, tao làm lính cho. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Tầm 8 giờ 30, địch tập kích hướng đại đội 17. Tôi gọi anh Học dậy, có nổ súng rồi. Chuông điện thoại reo vang một hồi. Lúc này, thông tin xin về đơn vị có nhờ tôi trông dùm. Tôi bê máy ra hầm cối và trở vào gọi anh Học một lần nữa. Trở ra hầm, tôi nhấc máy nghe. Đại đội 16, liên lạc nghe. Đầu dây bên kia, cho tôi gặp thằng Học. Tôi lại chạy vào, thì vẫn ngủ. Anh Học, có thủ trưởng gặp. Chạy ra hầm, thì ông Minh cầm máy nghe. Dạ rõ. Mục tiêu 2 là đại đội 17. Tôi nghe vậy, la lớn, khẩu đội 1 bắn mục tiêu 2 là đại đội 17. Chạy sang khẩu đội 2 bắn mục tiêu 2. Cứ thế, hai ông già 82 thi đua nhả đạn. Không biết thế nào, tôi nhào vào luôn khẩu đội 1, tọng liền 2 quả. Bỗng tiếng anh Học. Để mẹ, ta bảo chúng mày thôi. Chưa thằng 4102 đâu rồi. Và tao ấm trẻ. Thằng nào ra lệnh bắn? Bắn bắn cái gì? Sáng sớm tôi ra kiểm tra khí tài. Thì hỡi ôi, hai quả đạn tiệt liều chính khi tút ra. Do sợ không kịp tả đạn, tôi tả ngay xuống chân. Mấy anh đá lăng xuống chân cối. Bản đế nhấn chìm hai quả đạn mà không nổ. Hú hồn, mai mốt giao cho mày hết. Mặc tình mà tả nhé. Cái thằng 4102 này. Kiểm tra xong khẩu đội, sang khẩu đội 2. Anh Học đêm qua, tụi mày bắn toàn độ nào? Anh Định thì mục tiêu 2C19. Thằng liên lạc 4102 của anh, nó lệnh mà. Liên lạc thế này thì chết tao rồi. Tôi không biết được bao giờ hai đại đội trưởng của tôi nghiện trà từ tuổi nào. Cứ mở mắt ra là phải có ấm trà nóng. Thậm chí khi nổ súng, tôi lo sốt vó, tay bỡ cây cột nhà, xây tròn chờ lệnh. Còn ông thì khoan thai, bưng từng ly trà, hớp từng ngụm. Tay lấy tấm bản đồ kẹp nách, xong mới lấy tiếp cái địa bàn. Thông thả đặt ly trà xuống bàn, rồi mới ra hầm pháo. Đúng là mà cũ bắt hạt ma mới. Tất cả các lỗi sai phạm đều đổ lên đầu tôi. Không hoàn thành nhiệm vụ, truyền đạt sai mục tiêu, tự ý vào hầm pháo, thả cối khi số pháo đang tác chiến. Nhưng khi các đồng chí sai dịp hết giáo, tôi phán một câu. Làm mấy cha tôi ngồi kiểm điểm cả buổi. Nhất là số pháo, còn bê trưởng thì bị chính trị viên rũa tè tua. Đáng lý ra, khi nổ súng thì các đơn vị lên máy, chỉ huy nắm tọa độ do tác chiến trung đoàn báo xuống. Chừng nào có yêu cầu trực tiếp của đơn vị nổ súng hoặc tác chiến trung đoàn thì nổ súng chi viện theo cơ số đạn. Nhưng ở đây chưa có lệnh. Nếu hôm đó có đơn vị hoạt động trong tọa độ thì nguy to. Còn tôi vào hầm pháo là do lúc đó liều chính cứ tịt liên tục. Bắn 2-3 quả thì phải chút nòng. Hiệu chỉnh lại máy ngắm, tiện tay thả 2 quả xem sao. Vậy mà cả năm sau mới bắn đến quả thứ 3. Sống lâu thì lên lão làng. Nhưng mà lão làng của dê tôi thì còn khá nhiều. Vì thế nên rảnh rỗi chỉ tính chuyện nhậu nhẹt, lừa gạt các lính trẻ chúng tôi. Vào một bữa trưa, khi nhìn thấy tôi vội vã đi tắm, khi tiếng kẹt chưa báo thức, lão láng y tá để ý, nên khi vào hội trường, lão ta phán tôi bị bệnh bắn máy bay. Muốn khỏi bệnh thì phải có đồ lót phụ nữ
gối đầu nằm 3 hôm thì sẽ khỏi. Nên vài hôm thì lão dẫn tôi ra quán bà chị chăn thả. Lúc đầu thì bảo tôi, sau thì tôi phải lo cho thằng Trả. Nhưng có thấy cái của nợ đó đâu mà đánh cắp. Tiếng thì không biết, nhưng xiết cũng nghiền. Tôi đi một mình. Ngày nào không ra, cảm thấy khó chịu. Tôi gác xách súng ra cầu thang, nói chuyện mỏi tay. Cuối cùng, anh Ngọc phát hiện đá đít tôi. Để mẹ, mày quá lắm. Có làm ăn gì không? Sáng sớm hôm sau, khoảng 5 giờ, bà chị Chan Tha chạy vào đơn vị, la ó vang trời. Tà Hiên, bọn học cho bơ te. Thằng Hiền, anh nuôi đại đội bộ. Cái thằng cũng nhập ngũ với tôi, gốc ở Tân Bình, lên kinh tế mới ở Tân Hưng, Tây Ninh. Mang khẩu súng ngắn. Khẩu súng này là của anh Tuấn, đặc công, người Tây Ninh cho nó, hay gửi tôi không rõ. Nhưng anh có kể cho tôi nghe. Anh vừa công tác về thu được khẩu súng đó, trông nhỏ gọn, và mấy trái mini. Nó bịt mắt vào nhà, bắt chói bà chị Chan Tha, tống trái chanh vào miệng, lục soát rồi lấy tiền. Thấy chị cũng còn ngon, lên làm luôn một cặp. Phê quá, tuột cả khăn che mặt. Vậy mà coi như chuyện chưa hề xảy ra. Về nấu cơm rồi đi ngủ. Khi đơn vị tập trung cho chị xem mặt, tôi rụng rời tay chân. Anh học hỏi tôi, 4102, mày có không vậy? Cuối cùng thì nẹ tiệp, tiệp đam bài lục thum. Quân pháp trung đoàn xuống, chính quyền ca vào đưa đi đâu thì không rõ, cho đến ngày tôi ra quân. Rồi gần một tháng sau, giữa trưa, Lóc Cử lên nhờ tôi đọc và viết hộ lá thư xong, còn nhờ tôi viết hộ tờ đơn xin trợ cấp. Tôi thắc mắc sao mới nghe thấy trợ cấp này. Lão tịch bơ, vậy thằng Minh quản lý ăn chặn của mày rồi. Tôi lên thẳng anh Minh hỏi tiền trợ cấp đó. Thằng cha cũng tịch quèo phán, mày thấy làm đơn chưa? Y tá xác nhận vào đem ban chỉ huy duyệt gửi lên trung đoàn tháng sau mới có. Làm đơn thì dễ rồi, nhưng vào tay lão láng y tá thì khám tra khảo đủ thứ mới xác nhận. Tôi cầm tờ đơn lên anh học. Dạ, anh xét duyệt dùm em cái đơn. Để mẹ, mấy cái thằng lính già nó trêu mày thôi. Trăng đã ngả xuống ngọn tre xuyên qua tán lá, soi rõ dấu chân đoàn chúng tôi lạnh lẽ bước đi trong đêm, mang nặng nỗi buồn lo âu chịu nặng khi đã thất lạc hai đồng chí. Nếu như không có cuộc truy kích lúc chiều của địch thì giờ này có lẽ chúng tôi đã được nghỉ ngơi. Riêng tôi còn có thời gian nhìn lên bầu trời ngắm các vì sao, các ánh trăng khuya cuối cùng của năm cũ, để nhớ về quê hương Việt Nam yêu dấu, gia đình, bạn bè, người yêu và kỷ niệm xôn xao của những ngày cuối năm. Nhưng tôi thật sự hoảng loạn, sợ sệt, lê bước chân đi trong tuyệt vọng. Không biết rồi mình có về được đến đơn vị hay không như hai đồng chí kia. Tôi mới thật sự thấm thía thế nào là đi điều nghiên. Vào một buổi sáng, đại đội trưởng lên trung đoàn về, anh có vẻ vội vã. Lệnh cho tôi mời các bê trưởng lên giao ban gấp. Lạ là thường tầm chiều mới giao ban, sau này giao ban sớm, chắc có nhiệm vụ quan trọng. Tôi cố nghe lỏm xem chuyện gì. Đúng là đi điều nghiên. Đơn thuần, tôi nghĩ đi điều nghiên như đi cưỡi ngựa xem hoa. Chứ ở nhà, mấy cha lính cũ bắt chặt tre, cắt chanh, xin phân bò chán chết, nên quyết tâm xin đi cho bằng được. Lúc đầu thì xe trưởng không cho, sau tôi xin mãi, anh cũng xiêu lòng. Nhưng lạ là lần này không cho mang phích nước ấm trà theo, mà chỉ mang trà thôi. Tăng võng gọn nhẹ, lương thực cơm sấy, lương khô quân khu 7, mắm quân khu 9. 8 giờ, tôi và đại đội trưởng cùng anh Định bê trưởng, anh Thịnh bê phó và anh Hoài A trưởng lên chốt cây cháy, vũ khí an toàn AK và M67, MK3. Đúng giờ G, toàn đoàn xuất phát. Mục tiêu cuối cùng là tọa độ X. Nhiệm vụ là đeo bám hành lang của post từ Bắc xuống, đưa quân và vũ khí đánh phá trong nội địa. Quy ước được thống nhất như sau. Hỏi 3 phát AK, trả lời 5 phát. Tín hiệu đèn hỏi 4 chớp, trả lời 2 chớp. Mật khẩu hỏi Sài Gòn, trả lời là Hải Phòng. Chúng tôi hành quân theo lộ 68 lên hướng An Long Ven, chừng 6 cây số, rẽ trái vào khu rừng thưa, có những cây dầu khá to. Có lẽ trăng sáng quá nên trinh sát cứ men theo bờ rừng đi cho đến lúc trăng xuống tận ngọn tre. Trời sầm tối thì gà rừng gáy liên tục. Ở xa xa vẫn tiếng thập thùng lông tôn của phương nào đó. Bỗng nhiên phản xạ ai cũng ngồi xuống,
trinh sát báo phía trước có hai người và một con chó, nhưng họ không phát hiện ra chúng tôi. Chờ cho trinh sát bám theo chừng 30 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Tiếng trống ngày càng gần, phía trước là bờ mương. Chúng tôi nằm phía ngoài cho trinh sát và đặc công tiềm nhập vào nắm tình hình. Nghe nói lại có 7-8 thằng ngủ và 2 thằng ngồi vỗ trống với mấy mê nai thôi. Trời se lạnh, sương xuống bao phủ cả cánh đồng, không còn thấy ánh trăng nữa. Chúng tôi trút trở lại bìa rừng, bỏ lại cái phum nhỏ, nhà cửa lèo tèo, không thấy cây tốt nốt nào, chắc là mới xây dựng. Không biết lý do gì mà lúc này đội hình phải vận động nhanh vào sâu trong rừng, chừng 3 cây số mới được nghỉ giải lao. Tôi cố gắng bám đội hình, nếu còn đi tiếp, chắc tôi khó lòng đi nổi. Tôi nằm ngủ lúc nào cũng không ai biết. Đến khi anh Định gọi dậy, lấy cho xe trưởng nắm trà, hai anh bỏ vào miệng nhai ngon lành, bảo tôi ăn cơm vắt còn lại hôm trước, xong ra đổi gác cho anh Hoài. Tôi thay cho anh Hoài, nơi anh chọn ngồi gác là một vị trí khá tốt, tầm quan sát rộng. Bỗng đâu một đàn lợn rừng xuất hiện, chừng hơn 10 con. Chúng cứ nhằm hướng tôi mà ủi, ngày càng gần. Tôi móc trái M67 chọi vào đầu con lợn đực. Hú hồn, nó chạy vụt đi, chứ không thì tôi đã bỏ chạy rồi. Gần 2 giờ sau, anh Hoài ra bảo tôi tranh thủ đi vệ sinh, giữ không để dấu vết lại. Anh cảnh giới cho tôi. Xong độ 10 phút thì hai anh em cùng vào. Anh Định cũng ra khoác tay, chúng tôi vào đội hình lên đường. Anh luôn nhắc tôi nên bám sát đội hình, uống ít nước thôi, giữ khoảng cách 30 mét vào ban ngày. Vì rừng thưa, chúng tôi hành quân đến xế trưa thì nghỉ giải lao. Khi giải lao xong, đi chưa được 20 phút thì ở phía trước khoác tay. Tất cả đội hình vạt ra hai bên để chờ lệnh. Trinh sát báo đội hình lọt vào cứ của địch, tất cả sẵn sàng nổ súng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút, đội hình lại tiếp tục hành quân. Thì ra, ứ của mấy thằng ốt chết. Sao nó không tiêu mà chôn và đắp mộ, còn căng tấm tăng Trung Quốc, thấy mà phiền. Nhưng không ai được phép đụng vào. Đội hình chúng tôi có lúc cắt qua cái đường mòn của địch, nó đi vén lá khô, để lại rõ dấu giáp dâu. Có cả lon đồ hộp nấu ăn, bếp vẫn còn ấm, chứng tỏ nó mới hôm qua. Thỉnh thoảng lại có tiếng AK, đội hình lại dừng lại. Lần này trinh sát báo là vào cứ của địch, phát hiện chúng mắc võng nằm gác. Chờ gần 30 phút, đợi trinh sát và đặc công luồn sâu để bắt sống. Nhưng lại là một cái xác khô. Có lẽ thằng này bị bệnh, mắc võng rồi nằm chết luôn. Có khẩu AK còn mới tinh. Là đội 19, cài lại mấy trái mìn rồi tiếp tục hành quân cho đến tối. Địa hình phức tạp khó đi nên cứ ùn ứ trở lại hoài. Cuối cùng đành nghỉ lại qua đêm ở nơi đây.